Trạm dịch vụ sửa chữa, xin chào em T20A12C 096 34. Hôm nay tôi sẽ khám sức khỏe cho em nó để em nó trước khi vào đăng kiểm là phải ok hết mọi thứ. Khách hàng bàn giao trọn gói cho bên Thái Bảo. Còn bây giờ chúng tôi sẽ cho xe lên cầu, kiểm tra những bộ phận đã bị hỏng và khẩn trương thay thế cho khách hàng. Sau đó sẽ đem xe đi đăng kiểm và đăng kiểm mới cho khách hàng. Khách hàng chỉ việc ngồi nhà tan ấm chè là nhận được xe rồi. Anh em nếu thời gian chật hẹp thì hãy đến ngay showroom trạm dịch vụ sửa chữa ô tô Thái Bảo đối diện bệnh viện Đa khoa mới Lạng Sơn để được chúng tôi chăm sóc xe cũng như là khám phí trọn gói cho quý vị và các bạn. Một lần nữa, Mỹ Thái xin cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ trạm dịch vụ sửa chữa ô tô Thái Bảo. Vâng, đây là thao tác đang kiểm tra những bộ phận hỏng. Đầu tiên là chúng tôi sẽ kiểm tra dưới pin ngoài, càng chữ A, chữ Y, lắc ba ngang ba dọc. Sau khi phát hiện bệnh thì chúng tôi sẽ đưa ra cái toa hóa đơn để chúng tôi báo giá cho khách hàng. Khách hàng chốt đồng ý tự mua đồ hoặc là bên chúng tôi thay. Và bên này hỏng rất nặng các bạn nhé, nhìn này, lắc độ dơ của càng chữ A. Đây có thể là mẹo nhỏ để anh em có thể sửa chữa ở nhà được. Ví dụ như chúng ta kích lên và kiểm tra và có thể tự thay thế phụ tùng ở nhà. Và chiếc xe này thì đã bị cao su khóa thước lái đã bị dơ mòn và chúng tôi đang lắc thì cái thước lái nó bị dơ rất là nhiều. Và đây là sổ bảo hành để khách hàng kiểm tra những bộ phận được bảo hành cho khách hàng. Những chi tiết nào được bảo hành thì chúng tôi sẽ bảo hành, còn những chi tiết nào hết bảo hành thì chúng tôi sẽ phải lấy xe. Và một lần nữa anh Mít Tuân đã kiểm tra và khẳng định đây là xe bị hỏng càng chữ A. Chúng tôi kiểm tra rất là cẩn thận với đội ngũ kỹ thuật cao chuyên ngành, ít nhất được đào tạo từ 3 đến 2 năm tại nhà máy Sinolay dưới Từ Sơn Berlin. Và sau khi đã hoàn thành cái thao tác kiểm tra, chúng tôi sẽ đưa ra cái chẩn đoán. Một lần nữa cho khách hàng yên tâm thì ở đây chúng tôi sẽ có cái sổ bảo hành của xe T20A. Và trong này ghi rất là chi tiết những hạng mục được bảo hành. Khách hàng sẽ yên tâm ghi đến với dịch vụ là những chi tiết được bảo hành chúng tôi cam kết không lấy tiền, từ tiền phụ tùng tới tiền công. Và khách hàng rất là yên tâm ghi vào thôi, không cần bảo hành nữa, bởi vì anh biết là xe anh đi như thế nào rồi, chú cứ thay hết cho anh. Để chắc chắn thì tôi vẫn phải mở ra những cái hạng mục bảo hành để cho khách hàng kiểm tra dù pin được bảo hành bao nhiêu lâu, rồi càng chữ A. Khách hàng đã biết là cái xe mình đi khá lâu rồi nên chúng tôi quyết định thay mới cho khách hàng. Và đây là những thao tác kỹ thuật của anh em nhân viên công ty dịch vụ sửa chữa đang lắp càng chữ A mới cho khách hàng. Đây là dấu tin ngoài các bạn nhé. Khi đi chúng ta vào cua hoặc là vào sóc ổ gà nó sẽ bị dơ rất là nhiều. Đây là cái hiện tượng dấu tin trong bị hỏng này, nó rất là dơ. Và tôi sẽ lấy một cái dấu tin mới cho các bạn xem cái độ. Đấy, cái đầu sư của nó rất là chặt, nó phải chắc như thế thì khi đánh lái nó sẽ không tạo ra tiếng kêu cũng như là giữ ổn định cái tay lái cho bạn khi mà đi đường cua cũng như là đi đường trường. Hai nhân viên kỹ thuật đến từ nhà máy Sinolay thì cũng đã được đào tạo khá là lâu rồi và anh em cũng rất là phấn khởi khi mà được khách hàng tới ủng hộ về cái vấn đề là sửa chữa bảo hành cũng như là sửa chữa đăng kiểm trọn gói cho khách hàng.